Xin chào quý vị và các bạn. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay đã kết thúc rồi, tôi lại quay trở lại để đánh giá thị trường giúp quý vị và các bạn. Phiên hôm nay nó lại là một cái phiên tăng điểm, tăng hơn 20 điểm. Đấy. Nó cũng không được mạnh mẽ lắm, nhưng mà cái buổi chiều ấy thì là tăng rất là mạnh. Đấy. Cái buổi chiều đây lúc bắt đầu từ 1 giờ đây đúng không? 1 giờ này. 1 giờ 14 phút, 1 giờ 15 phút là bắt đầu tăng, tăng rất là mạnh. Đấy, tăng cho đến 2 giờ 10 thì nó hơi điều chỉnh xuống một tí thôi. Đấy, nhưng cơ bản là đang đà tăng mạnh phiên chiều đúng không? Đấy, chứng tỏ một điều ấy là tất cả những cái phán đoán ở trước đây của tôi ấy là nó đang đúng. Có nghĩa là những người cầm tiền ấy là không chịu đâu, sốt ruột. Nó cứ điều chỉnh xuống một cái đến cái chỗ mà mua được cái là vác tiền nhảy vào mua mua một cách gọi là điên cuồng đấy. Tuy nhiên ấy là giai đoạn này sẽ là rất là nguy hiểm đấy, rất là nguy hiểm đối với những người mà đấy, không có một cái kế hoạch giao dịch cụ thể đấy, sử dụng margin một cách gọi là thái quá đấy, rất là nguy hiểm giai đoạn này, dễ dễ mất tiền và mất nhiều tiền đấy, mất nhiều tiền. Còn để nó có thể sập theo kiểu rào 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 xuống ấy thì nó rất khó, bởi vì cái mấu chốt vấn đề để đưa nó đi lên ấy nó vẫn chưa được giải tỏa. Đấy là tiền rẻ vẫn nhiều đấy, lãi suất ngân hàng vẫn thấp, đấy là kỳ vọng về các gói bơm tiền là chưa được bơm, nhưng mà là có, nhà nước đã có thông báo rồi đấy, rồi các kênh đầu tư khác là đang rất là khó để đầu tư, ví dụ như là chứng khoán là khó, ví dụ như vàng thì phải cất giữ đấy, ví dụ như ngoại tệ thì cũng phải cất giữ đấy, nên cơ bản chứng khoán vẫn là cái kênh đầu tư tốt nhất. Còn đầu tư forex thì nó nguy hiểm như tôi nói đấy, nếu như mọi người mà giỏi đến mức có thể kiếm tiền được ở sàn forex ấy thì nên dùng các cái kỹ năng đấy để kiếm tiền ở trên cái sàn Việt Nam này, nó sẽ thuận lợi hơn, nó sẽ tốt hơn và nó cũng sẽ kiếm được nhiều, còn rất nhiều người nói ấy, là sau khi tôi nói chuyện với nhiều người cũng gạ gẫm tôi nhảy sang sàn forex, nói với tôi rằng ấy là sau khi kiếm tiền ở trên sàn forex xong ấy thì sẽ chán cái sàn Việt Nam, chán chán cái sàn chứng khoán Việt Nam, nhưng không phải, đấy là người ta không hiểu phương pháp, người ta không có cái phương pháp đấy, người ta không có phương pháp nên người ta chán sàn Việt Nam thôi, chứ còn nếu như các bạn có phương pháp các bạn sẽ thấy là giao dịch ở trên sàn chứng khoán Việt Nam với ở trên sàn forex nó chả khác gì nhau cả. Sàn forex nó chỉ có một cái ưu điểm hơn đấy là nó giao dịch 24 trên 24, có nghĩa là các bạn ngủ thì tiền nó vẫn nở, nó vẫn sinh sôi. Còn sàn chứng khoán Việt Nam ấy là nó không sinh sôi trong lúc các bạn ngủ. Đấy, các bạn hình dung thế. Nó có giờ nhất định. Đấy. Hoặc là cái sàn forex ấy thì nó lại không thu phí qua đêm. Đấy, nhưng về cơ bản ấy nó chỉ thu phí giao dịch thôi, thì các bạn mà giao dịch ở bên cái sàn cơ sở nó chả khác thì nó chỉ thu phí giao dịch. Nên tôi mới nói là cái sàn phái sinh của Việt Nam mà không thu phí qua đêm ấy, tôi khẳng định luôn ấy là nó phải phát triển gấp 10 lần này. Và tôi là người đầu tiên tôi sẽ nhảy sang cái sàn phái sinh. Sàn phái sinh tôi đã xây dựng được cái kỹ thuật tôi nghĩ là hay. Tôi nghĩ là có thể sử dụng được, nhưng mà tôi chưa thử. Tôi đã thử một lần và tôi điều chỉnh, nhưng tôi đang suy nghĩ một cái hướng điều chỉnh nhưng tôi chưa thử lại. Bởi vì nó bị cái phí qua đêm đấy nên nó bị vào ảnh hưởng vào cái lãi suất rất là cái lợi nhuận rất là lớn, nên là tôi đang không không muốn giao dịch ở trên cái sàn phái sinh. Và cái sàn cơ sở ấy thì tôi nghĩ phương pháp của tôi là khá khá là hiệu quả đấy, một phương pháp rất hiện đại, hiệu quả, rất đơn giản để sử dụng đấy, cực kỳ đơn giản để sử dụng đấy, và các cái phương pháp để chốt lời, cắt lỗ, đấy, gồng lời, rồi những cái quy tắc về về lãi suất kép trong giao dịch, vân vân, đã được tôi áp dụng đầy đủ vào trong cái phương pháp đấy. Cho nên đấy là tôi nghĩ nó là một phương pháp tốt, và các bạn vào trong nhóm thì đều được truyền đạt cái phương pháp đấy để có thể áp dụng đấy. Và tất nhiên là cái phiên ngày hôm nay này là một cái phiên mà ví dụ như là cái nhóm thép này này nó bật lên
thì như tôi nói đấy là nhóm thép là nó chạm vào cái hỗ trợ này là hỗ trợ rất cứng của nhóm thép. Cái thứ hai là RSI nó lại chạm vào cái điểm bắt đáy của RSI, nên như tôi nói đấy là nếu mà bán ở cái chỗ này này thì lại không tốt rồi, nó kiểu gì nó cũng sẽ bật lên. Tuy nhiên ấy, quan điểm của tôi là không nên mua giai đoạn này, không nên mua HPG. Các bạn hình dung là các bạn có bao nhiêu HPG, các bạn nó nổi lên cao bán đi, các bạn mua được rất nhiều cổ phiếu khác và nó có thể tăng đến hàng lần đấy, đến hàng lần đấy. Giai đoạn này sẽ có những cổ phiếu nó sẽ tăng hàng lần. Cái giai đoạn chạy nước rút này này, giai đoạn này có thể nói là giai đoạn chạy nước rút, nó cũng không thực sự là một giai đoạn này đang phân phối mạnh đấy, nhưng cái giai đoạn này này nó sẽ có cổ phiếu nó chạy hàng lần đấy. Còn cái thằng Pound này thì hôm nay là phân phối nha, hai cái phiên này là hai phiên phân phối nặng này, phiên này có rút chân lên nhưng mà về cơ bản nó là một phiên phân phối, và phiên này thì đã nói là cái cổ phiếu này phân phối rất là nặng, lý do là nó đã vượt đỉnh rồi và cái kỳ vọng của nó là không còn đấy, và cái việc nó giảm sâu như này ấy là nó ở cái sàn, cái thằng này nó ở cái sàn HSX đúng không? Là nó cũng chưa, nó ở cái sàn HSX OC đúng không? Phiên phối nặng đúng không? Nhưng mà cái hôm nay ấy là cái khối lượng, cái lực bắt đáy cũng rất lớn nhá, 17 triệu cổ phiếu này. Bắt đáy rất lớn. Đấy. Và giai đoạn này sẽ khó rồi, giai đoạn này cứ nhảy vào đu đỉnh là lại dính. Đây nó sàn hai cây xong nó lại lên rất là mạnh này. Không biết được nó có sàn nữa hay không nhé. Nhưng mà lượng tiền vào nó là đang rất lớn. Đấy. Và hôm nay ấy, thì khối ngoại là không bán đúng không? Chênh lệch mua bán là dương 18 tỷ, nó không đáng kể gì. Không đáng kể gì, nhưng khối ngoại là không 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 có cái động thái rút tiền này nữa. Bởi vì họ thấy rằng đấy là cái việc rút tiền của họ từ hồi đến nay ấy là nó cũng đủ rồi, nó nhiều rồi chẳng hạn, thì họ dừng rút tiền. Và họ nhìn thấy là thị trường có lẽ là nó không sập được xuống, bởi vì tiền rẻ nó nhiều và cũng không không cân đong đo đếm được là lượng tiền ở ngoài nó nhiều bao nhiêu đâu. Đấy, mở 200.000 tài khoản, các bạn hình dung thấy 200.000 tài khoản mỗi ông trung bình mà có khoảng 100 triệu thì nó đã là có 20.000 tỷ rồi. 20.000 tỷ rồi, thì con số đấy nó cực lớn, nó cứ đổ vào thì kinh lắm đúng không? Nhưng chúng ta vẫn phải đợi cái tháng 12 này xem cái số tài khoản mở mới ở tháng 12 này, tôi nghĩ là nó không được cao nữa đâu. Nó xuống chắc đâu đó chỉ còn khoảng, nhưng mà cứ trên 100.000 tài khoản thì tôi nghĩ là vẫn vẫn là cái tháng 11 có lẽ nó là đỉnh đỉnh điểm của cái việc mở tài khoản. Tháng 12 này có lẽ là nó chỉ còn đâu đó cỡ khoảng hơn 100.000 thôi. Đấy thì chúng ta phải chờ đợi cái thông tin đấy. À, tiếp theo thì chúng ta xem cái VN30, thì cái VN30 hôm nay là khối ngân hàng đúng là dẫn điểm nhá, tăng mạnh mẽ. HDB và Techcombank là tăng cao nhất đúng không? Tím luôn hai con này dư mua nhiều này. HDB dư mua rất nhiều. Đấy. Ngân hàng đỡ sóng và hầu hết các cái cổ phiếu ở trong VN30 đều đều tăng điểm. Tuy nhiên ấy là nó chưa phải cái nhóm ngân hàng này nó tăng tím như này là cũng nguy hiểm đấy, nguy hiểm đấy. Nếu như mà tất cả các cổ phiếu ở đây mà nó tăng một cách rất là mạnh ấy là lại rất là nguy hiểm, chúng ta lại phải cảnh giác nhá. Tuy nhiên tôi nghĩ là chắc vẫn chưa sao đâu, nó vẫn đang cũng là dòng tiền nó vẫn là từ cái nhóm nọ nhảy sang nhóm kia thôi, nó cũng chưa, ở trong này chủ yếu là nhóm ngân hàng tăng mạnh thôi, nhóm ngân hàng tự nhiên bật mạnh lên thôi, chứ còn đây nhá, HDB này, VBank này, Techcombank này, MBB này, đây có mỗi thằng Novaland này là thằng ấy thôi, còn STB này ngân hàng nhá, VCB ngân hàng nhá, HPG, CTG ngân hàng nhá, và Việt mấy thằng này nó tăng nhẹ không sao, ACB ngân hàng nhá, Vinamilk này tăng nhẹ, BID ngân hàng. Mấy giờ này nó tăng gần như không đáng kể gì nha. Đấy, cũng 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 nó cũng chưa phải là ấy đâu. Đấy, nhưng cái nhóm ngân hàng này mà nó tăng lên để nó bán ấy là cũng căng đấy, nó tăng nó đẩy
chỉ số lên để nó bán là cũng càng lại chúng ta lướt qua nhóm ngân hàng xem một tí xem nó có cái dấu hiệu gì không nào. CTG đầu tiên này, CTG tăng nhưng mà tiền nó không vào mạnh nhé. CTG này, Techcombank này, anh càng tăng tím tiền cũng không vào mạnh thôi. Ở sao ở đây nó báo tím cơ mà nhỉ? À, tiền không banh với tím. Tiền không banh nhá. Tiền không banh thì tiền có vào đấy. Tiền không banh HDB. HDB thì cơ bản là nó bị trắng bên đấy nên cũng không. Rồi, con MBB. Tiền nó cũng không vào mạnh đâu. Tiền cũng không thực sự vào mạnh nhóm ngân hàng đâu nhá. Nó tăng thôi. Tăng mạnh rồi nhưng mà nó vẫn đang chờ đợi. Rồi SHB này. SHB tiền phong banh này, tiền phong banh con này là con mạnh nhất là con HDB đúng không? HDB đấy, HDB là con này mạnh nhất. Rồi con Liên Việt bốt banh này nào. Đấy, mấy ngân hàng bé em nhá, tiền nó không vào đâu, nó đẩy chỉ số đấy nhưng tiền không vào đâu. Tiền vào là dễ ăn ăn bồ lắm. A B B An Bình B B B đấy, tiền không vào nha, tiền không không vào mạnh đâu, không vào mạnh nhóm ngân hàng đâu. Nhóm thép thử nào, HPG này, HPG đấy, cơ bản là cũng bình thường thôi đúng không? 19 triệu. Rồi HSG, HSG đẩy số giảm đúng không? Rồi NKG, SMC, cơ bản là nó phân phối rồi, nói chung là nguy hiểm, nói chung là con này nó HMC, con này giao dịch ít này. Nhóm dầu khí này. Bất động sản nữa nào, L14 đích tổng nào. Bất động sản bật lên nhá. Rồi đích tổng rồi nào nữa nhỉ? Khang Điền nào. Bất động sản cũng nói nhá. Nói chung ấy là vẫn đang chờ các cái thông tin đúng không? Đang đợi các cái thông tin về bơm tiền. Nó cũng không à, xem thằng sale. Sale. Đám này vẫn đang kỳ vọng vào bơm tiền, quan điểm của tôi là không nên vào nữa, nó quá cao nhé, quá lớn rồi, cái việc đẩy giá của nó là cũng khó khăn đấy. Và cái thị trường chung thì đấy, theo quan điểm của tôi là nó chưa sập được xuống đâu, chúng ta xem kế đến tuần nhé. Kế đến tuần là một cái nến đỏ rút chân đúng không? Rút rút chân rút mạnh đấy, rút mạnh chứng tỏ rằng đấy là bên bên cái phe mua cũng rất là khỏe. Cuối tuần rút mạnh lên, sang tuần sau nhiều khả năng là tăng điểm, sang tuần sau nó phá được cái chỗ này thì tốt. Đấy, tưởng rằng là nó có thể dập,
tưởng rằng nó có thể dập xuống gãy cái đường xu hướng nhưng mà không, đấy hôm nay nó lại bật rất là mạnh, nó gặp vào MA50 nó bật lên rất là mạnh. Và cuối cùng thì chúc quý vị và các bạn đấy, bình an, có cái lễ Giáng sinh vui vẻ bên gia đình. Tối nay là tối Noel này. Và đấy, để mua bán hay nắm giữ cổ phiếu thì quý vị cần phải cân nhắc thêm các cái thông tin khác. Còn để vào cái nhóm của tôi ấy, thì chỉ cần inbox vào cái kênh Facebook mà tôi để ở trong cái phần mô tả của, trong các cái bài đều có một phần mô tả thì đều có cái Facebook của tôi, và ở trong cái phần giới thiệu của kênh đấy cũng có Facebook của tôi, thì quý vị và các bạn có thể tìm ở trong đấy nha. Và những người mà thực sự cần đấy một cái phương pháp giao dịch mới, nó gần như là một cái khóa học ấy, và tôi có hỗ trợ bằng cách là tôi trả lời đấy, trả lời các câu hỏi của các bạn cần câu hỏi gì. Tất nhiên là tôi cũng có cung cấp cổ phiếu, nhưng mà cổ phiếu ở đây là các bạn phải lựa chọn thêm chứ không phải là mang tính chất gọi là đấy. Tuy nhiên là những cổ phiếu tôi cung cấp thường là nó sẽ rất là mạnh, nó rất là mạnh đấy, tôi chọn những cổ phiếu mạnh nhất trong 1.700 cổ phiếu ở trong cái ngày giao dịch hôm, ví dụ ngày giao dịch hôm nay thì nó sẽ, tôi đã tìm được khoảng 5 cái cổ phiếu mạnh nhất thì tôi cho quý vị và các bạn, thì trong 5 cái cổ phiếu đấy thì dễ tìm kiếm một hai cổ phiếu để có thể mua được đấy. Đấy, cái số nó rất là nhỏ nên là có thể mua được, và cái xác suất thành công của 5 cái cổ phiếu đấy hiện tại đấy, như tôi công bố ấy, là khoảng 70%. Đấy, 70%. Cái khả năng tăng của nó là khoảng 70%. Còn tất nhiên là nó vẫn có cái khả năng thất bại. Đấy là những cái mà tôi chia sẻ, và hy vọng là tất cả mọi người vẫn ủng hộ tôi. Cái nhóm thì tôi thấy được là mọi người đang rất ủng hộ. Đấy, rất nhiều người nhắn lại đấy, inbox riêng ra ngoài đấy, nói là xem cái bài giảng đấy thì thấy nó rất là hay và rất là hữu ích đấy, có những cái kiến thức mà không không thể tìm được ở đâu. Ví dụ như kỹ thuật cắt lỗ, tôi khẳng định luôn là quý vị và các bạn đọc rất nhiều tài liệu nhưng sẽ không có một cái kỹ thuật cắt lỗ chuẩn đấy, không biết kể cả sau 10 năm giao dịch chưa chắc là cắt được đúng, cắt lung tung đấy. Đấy là một cái. Thứ hai là khả năng gồng lãi, cái kỹ thuật lục gồng lãi đấy, khi nào thì gồng lãi, khi nào không gồng nữa bán đấy, thì cái đấy là cái, những cái thứ rất quan trọng. Và kỹ thuật mua mua bán ở trong phiên đấy, tôi có những cái thứ như thế. Và một cái điểm nữa là trong cái nhóm đấy ấy, thì hàng ngày sẽ được cung cấp cho các cái cổ phiếu mạnh của thị trường để các bạn có thể lựa chọn được một cách miễn phí đấy. Và hy vọng là tôi sẽ giúp ích được cho các bạn, và hy vọng tất cả các bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.